là tính từ cụ này xuống. Vâng. Riêng cái về cái âm phần ấy thì cái mộ nào ảnh hưởng thì ảnh hưởng từ cụ đấy xuống chứ không Vâng. ảnh hưởng lên trên được. Vâng. Người sống chúng ta thì ví dụ như ảnh hưởng thì ảnh hưởng nhiều người đấy, ví dụ người sống bên làng bên nhà mà phạm phong thủy chẳng hạn đấy, thì có thể người cha cái ngôi nhà của bố mà phạm phong thủy thì ảnh hưởng cả con, thậm chí ảnh hưởng cả lên một hệ thống ở trên. Nhưng riêng cái phần mộ này nhá, cứ ảnh hưởng từ cái cụ này Từ xuống trên xuống, tức là từ đúng cái rồi, cụ công này nhận, này trở xuống đấy, chúng thì em gọi là ông nội thẻ. đấy thì các con các cháu làm thì chịu khó nhưng mà làm chả có tiền gì cả. Và hôm nay thì thầy trò lại tiếp tục trở về với huyện Ân Thi nhé, của tỉnh Hưng Yên, xem cho phần mộ của một gia đình ở đây nhé. Thầy cũng nói bác cái đầu tiên đấy, thì để xem một ngôi mộ được cát hung ấy thì chúng ta phải kiểm tra xem là cái nơi đây nó có cái mạch khí hay không đã. Đó, vì cái ngôi mộ chúng ta thì cái vấn đề chính ấy là liên quan đến mạch khí, tức là long mạch. Nếu mà trường hợp mà mộ chúng ta không có long mạch đấy, thì chúng ta có cái phương án là chúng ta sẽ xây sửa làm sao chúng ta lấy cái khí dương xuống dưới đấy, để cho cái mộ nó được, tức là để mà nó mộ đã không có long mạch thì không thể nào nói là cái mộ đó là một cái huyệt mộ được đấy. Thế còn mình sẽ có cái cách để mình làm, mình xử lý làm sao cho ngôi mộ mình nó được đại cát để con cháu được hưởng phước. À, trước tiên đấy, về nói về cái mồ mả đấy thì chúng ta nói là cái hiếu có đúng các bác đấy, đây thì có cả cha chú anh em, có cả các cháu đúng không đấy, thì hôm nay nhân cái dịp đây thì thầy cũng chia sẻ cho mọi người biết là cái phần mồ mả chúng ta không đơn thuần, thì thứ nhất thì đây nó là cái xương cốt của di cốt của ông bà cha mẹ chúng ta đúng không. Cái hai con cháu chúng ta làm đấy thì nói về cái hiếu, chữ hiếu đấy là thờ cha kính mẹ mới là đạo làm con. Còn trên cái thế gian này các bác bằng gần này tuổi thì các bác cũng hiểu được rõ cái chữ hiếu đúng không. Những người nào mà kể cả mà đã không với những người cha mẹ sinh thành, ông cha chúng ta sinh thành chúng ta mà chúng ta không nhớ đến là những người nó không ra cái gì đâu đấy. Các bác cứ trải nghiệm ở xung quanh hàng xóm láng giềng chúng ta thì biết rồi đúng không đấy. Về nói về cái mồ mả chúng ta đấy là trước tiên đấy là chúng ta báo hiếu cha mẹ, sau đó thì cái ngôi mộ mà chúng ta làm chuẩn theo phong thủy đấy, đấy thì ngôi mộ nó có âm dương, tức là cái bộ xương các cụ dưới đây thì nó ấm, tức là nó có cái khí địa vào, thì khí thiên khí địa vào thì mộ mộ nó ấm, ấm thì bắt đầu mới lại phát phúc về cho con cháu, tức là các cụ đi tu thì mới phát phúc về cho con cháu, không những là con cháu được hưởng cái phước báo của tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta để lại đấy, và cũng đã được hưởng lộc luôn. À, cho nên là riêng cái về cái phần mồ mả nói các bác này, có những người thì làm những cái ngôi nhà rất to nhưng mà đến lúc làm xong cái nhà nó bắt đầu làm ăn kiệt quệ thì các thầy đi kiểm tra thì phạm cả nhà phạm cả mộ đấy, vì đâu về chúng có chúng ta đúng không, nên có cái câu cái cúng đấy là cúng tổ tiên này này, cúng từ đường đấy là ơn trời che chở này, ơn tổ tiên phù hộ độ trì này, vì đâu có chúng ta. Cho nên những nhà gia đình nào mà chăm bẵm mồ mả đấy, thờ phụng chu đáo, mồ mả làm đến nơi đến chốn nhé. Bây giờ các bác cứ chẳng hạn thì các bác cứ kiểm tra những cái khu vực đi. Những cái ngôi mộ nhà nào mà làm khang trang gọn gàng ngăn nắp đấy thì các bác cũng biết là cái cuộc sống con cháu nhà ta nó như thế nào rồi. Đúng rồi. Người ta nói là gì? Là nếu mà chúng ta nói cái từ là giàu vì mồ vì mả đấy là điều này điều có nha. Là điều có thật đấy chứ không phải không đâu. Đấy, thế còn người ta nói một câu gì sống vì mồ vì mả, các cụ trước đây người ta nói sống vì mồ vì mả mà đúng không, chứ ai có phải vì cả một cái mâm cỗ đâu đúng không. Đấy, cho nên là cái chính là thầy đi đâu thì thầy vẫn nhắc tất cả mọi người đấy, còn cái việc chúng ta làm to làm bé thì nó sẽ tùy thuộc vào cái kinh tế của mỗi gia đình chúng ta. Có những cái ngôi mộ như thầy nói với các bác này không hề to, chỉ xây mấy triệu thôi, thậm chí chục triệu là xong ngôi mộ đấy, nhưng ngôi mộ nó vẫn đảm bảo yếu tố tốt, chứ không phải là chúng ta phải bảo con cháu mỗi người phải vay mượn vay đeo công nặng nãi xong về nhà xây mồ xây mả cho cha mẹ mới là tốt, là không phải đâu. Quan trọng nhất định là cái phần mồ mả đấy là chúng ta phải kiểm tra nó có long mạch hay không. Thế bây giờ bắt đầu thầy sẽ kiểm tra xem nào cái khu mộ của ông ở đây nhé, của cụ ở đây, xem là có cụ mất năm 1970 để xem có khí mạch không nhé. Nó đều báo lên trên kia nhé. Chỉ lên trên kia hết.
Những ngôi mộ này cũng không có luôn này. Nó chỉ lên trên hết thôi. Vị trí là cái mộ của ông mình ở đây đấy, là nó không có mạch khí. Đấy, cho nên là bây giờ cái vấn đề này đấy, thì thứ nhất là kiểm tra long mạch thì không có mạch khí, mà khi mà thầy phân kim đấy, đây kiểm tra sẽ là đầu của cụ đâu. Đây đầu ông ở đây, cái tiểu sẽ ăn như thế này, đây nó sẽ như tiểu sẽ như thế này chứ, cái này là mình xây chứ đúng. Để nằm đây, cái đầu của ông ở chỗ này đúng như này nhá, ông nằm đầu này, cái này là hướng đông đấy. À, cái này mình đang mà hướng đông, mà cái này nó là hướng giáp. Mấy hai nữa này, cái ngôi mộ này nhà mình đây thì khi mà lập cái hướng thiên bàn, tức là cái hướng của cái bia mộ này này, đây bác xem nhé, nó đang nằm vào hướng xương dâm, tức là hướng giáp. Giáp thì nó là mộc dương, cho nên cái hướng này nó là cái hướng xương dâm. À, xương dâm này rất xấu này, nó phạm vào cái sai thác không vong nữa này. Khai thác con không vong này, cái này đây là nói các bác này, là tính từ cụ này xuống. Riêng cái về cái âm phần đấy, thì cái mộ nào ảnh hưởng thì ảnh hưởng từ cụ đấy xuống, chứ không ảnh hưởng lên trên được. Người sống chúng ta thì ví dụ như ảnh hưởng thì ảnh hưởng nhiều người đấy. Ví dụ người sống bên làng bên nhà mà phạm phong thủy chẳng hạn đấy, thì có thể người cha cái ngôi nhà của bố mà phạm phong thủy thì ảnh hưởng cả con, thậm chí ảnh hưởng cả lên một hệ thống ở trên. Nhưng riêng cái phần mộ này nhá, cứ ảnh hưởng từ cái cụ này xuống. Tức là từ cái cụ này này trở xuống đấy, thì chúng em gọi là ông nội thẻ. Đấy thì các con các cháu làm thì chịu khó, nhưng mà làm chả có tiền gì cả. Cứ gom được một chỗ một số tiền thì nó lại đi đâu đấy đúng không? Nó lại phải có cái nguồn chi vào đâu đó, cho nên là nó không có dư. Đấy, tức là cái sai thác công vong, sai thác tức là nó sai số âm dương, cho nên là làm nó hay bị mất mát. Đấy, hay bị tóm là nó gọi là hao hụt vấn đề kinh tế đấy, đúng mà thế đúng không? Cho nên cái này nhá, bây giờ là thầy tư vấn cho các bác này thôi, mỗi người một chút, không cần nhất thiết phải làm to đá đâu. Vâng. Đấy, các bác cứ làm sao xây để định hướng lại cái ngôi mộ này ra. Vâng. Để cho ông cho được tốt. Thứ nhất đấy, mình làm cái ngôi mộ chuẩn theo phong thủy đấy thì hợp âm dương, thì vừa thầy phân tích là cái mộ nó tụ khí. Vâng. Tụ khí thì mới phát phúc cho con cháu nha. Cái thứ nhất là bây giờ cái này nha, mình sẽ định sang cái hướng này, nó có hai hướng. Vâng. Bây giờ là thầy cho các bác lựa chọn, một là hoan nạt. Hoan nạt thì là tất cả từ cụ này xuống là con cháu vui vẻ. Hoan nạt tức là vui vẻ. Vâng. Vui vẻ, nếu mà ở trong gia đình chúng ta vui vẻ đấy thì nó phải có tiền, nó phải đúng có địa rồi. Vị, nó phải có sức khỏe, con cháu nó phải hiếu thảo. Vâng. Đúng không? Trên vâng. Kính dưới nhường thì mới gọi là vui vẻ. Đúng bác? Vâng, vâng. Đó, thế bây giờ bác muốn chọn đây, một là thân hôn thì là gia đình hạnh phúc. Nó chỉ có hạnh phúc, có thể là như là thầy đã nói là cái thân hôn, cái hạnh phúc không phải là nó có tiền, mà hạnh phúc có thể là gia đình là trong ấm ngoài êm. Đấy, nhưng mà hoan nạt thì nó có tiền, nó lại vừa được hạnh phúc. Nếu mà bây giờ chuyển lấy cái hướng thân hôn ngay thì chuyển một tí thôi, nhưng mà chuyển sang cái cung hoan nạt thì là tất cả con cháu vui vẻ, bắt đầu làm để ra, bắt đầu làm có tiền để ra. À, thì bây giờ các bác thích chọn hướng nào để thầy cắm cho hướng đó. Báo cáo với thầy này thì cái ngôi mộ này ấy, thì là từ trước là tức là bố em ấy là còn sống, mấy là ông chú em thì là về xây, nhưng thời ngày xưa thì cũng chỉ áng là đấy. Bảo là cứ ở hướng này, thế nhưng mà cuối cùng thì nếu như về thầy phân tín này thì là ở cái hướng kia, nó sang hướng này cơ. Vâng. Thì báo cáo thầy này chúng em là cũng xem cái clip của thầy nhiều rồi. Thì mới tâm niệm là muốn là để từ giờ đến cuối năm là xem những ngày nào để tốt, thì là xung quanh đây người ta xây cao rồi, chúng em muốn là để tập trung để nâng cấp cho cụ, để bây giờ cái mộ này này vâng. Nó là hướng đông. Vâng. Mà nập sang hướng này, hướng ất là âm mộc ra tường nhá. Vâng. Hoan nạc, vui vẻ, tất cả con cháu vui vẻ nhá. Vâng. Mà đặc biệt nó có cái quẻ nó vào cái sao tả phụ này này. Vâng. Đấy, sao tả phù này, tả phù tức là mấy con cháu ra ngoài mấy con người giúp đỡ. Vâng. Đấy, cái ngôi mộ này bác
chỉ làm trong những cái tháng này này, dạ. tháng 2, tháng 2, tháng 4, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Đó. Tháng 2, tháng 4. Đấy, tháng 2, tháng 4, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Tháng âm lịch đấy. Em có phải ghi không thầy? Bác ghi vào. Tháng 2 là qua rồi. Đấy, tức là chỉ nạp vào những cái tháng thôi. Cái này tốt nhất là về thầy còn lấy ngày đó cái không, gì? Thầy xem tháng ở đây được mà. Còn ngày thì các thầy về các thầy sẽ xem ngày xem giờ cho ví dụ như bác thống nhất tháng nào các bác làm tháng nào. Phải hỏi thầy xem liệu ở dưới này có không được rồi. Tức là tháng không bây giờ cái mộ này để nguyên đi. Tháng 2, tháng 4 là thầy hướng. Tháng 2, tháng 4, tháng 5. 5. Tháng 10 và tháng 11. 10. Và tháng 11. 11. Muốn làm tháng nào là rồi. Đấy, bây giờ có phải chọn tháng thì thầy mới xem được ngày. Tháng thì chắc là tháng 10 hoặc tháng 11. Nếu mà báo cáo với thầy này, nếu mà tháng 10 thì tức là bố em thì là báo cáo thầy này dỗ là mùng 8 tháng 10, mẹ em là 28 thì chỉ có tránh hai cái ngày đấy giao thành nhỉ, có phải không? Nếu mà dỗ thế thì chúng ta phải làm trước. Đấy. Làm trước thì đến dỗ bây giờ mà mùng 8 tháng không được. Mùng 8 tháng 10 thì làm sao kịp được, làm này sao thì chỉ có sang tháng 11. Tháng 11 thì lại dỗ cụ bà dưới kia, cái mộ dưới kia thì này. Thế không làm cho tháng 5 đi. Làm tháng 5 đi. Cái này làm nó đơn giản, nó nhanh mà. Là làm tháng 4. Hoặc làm tháng 4 nữa, tháng 4, tháng 5 đều được. Cái này làm đơn giản lắm, bây giờ các bác thì... Cái này về nếu mà thầy xem giúp mà tháng 4 hoặc tháng 5, 2 tháng mà tháng nào đẹp thì... Thì thầy sẽ bảo nhé. Vâng. Rồi, với cái hai nữa thì cái kích thước bây giờ mình làm, mình sẽ làm rộng ra. Kích thước bây giờ lọt cái này này, bây giờ tất cả cái khu này chỉ có mỗi một cụ này thôi. Vâng. Đây em báo cáo thầy, em xây quay vào rồi. Từ ngày xưa nhưng mà nhà này này không để ý là ra xây nấn ra. Thế nên cuối cùng bây giờ như này. Bây giờ mình xây. Bây giờ em có ý kiến là muốn nhờ thầy là xem cái ngôi mộ của cụ này là hướng nằm chỗ nào cho chính xác, xong là ý của em muốn là ngày xưa ấy thì cũng không định hướng là nằm ở chỗ nào thế nào. À, quay này thì phải xây tròn, nhưng bây giờ muốn xây cái vuông có đẹp không thầy? Cái vuông. Thứ nhất là đo theo cái hướng này này. À, sau thời gian này giải thích tiếp. Vâng. Riêng thầy cắm cái hướng này là riêng nên là phụ nữ ở trong nhà đấy là rất đi là tề ra chị Quốc Bình Liên Hạ đấy, tức là tiết hạnh, đàn ông giỏi phụ nữ tiết hạnh nó mới là nó mê, nó gọi là gia đình êm ấm được, nó mới vui vẻ, nhà ta phúc đức tại mẫu mà. Cái dây này, trùng cái dây này để định hướng, bắt đầu đo cái hướng. À, cái hướng nhà kia mình nó quay này này nha, cái hướng kia là hướng xương dâm, mà hướng kia là ảnh hưởng mai sau mà để lâu là con sáu sẽ ảnh hưởng, thứ nhất là những cái căn bệnh liên quan đến hệ thống sinh sản, hệ thống sinh dục, ảnh hưởng phụ nữ mà. Là cái hướng này giáp là mộc dương thì ảnh hưởng con trai trong nhà, năm khi thì các cháu nó hư. Đấy, nghe chưa? Đấy, thì sẽ cắm hướng này, hoan lạc này, tất cả ngôi nhà vui vẻ này. Cái quẻ này là cái quẻ mà con gái, tất cả các con, các cháu nữ trong gia đình rất là tiết hạnh. Nghe chưa? Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy, thì mình sẽ lập cái tọa sơn đằng này này. Tức là cái mộ này bác ghi kích thước vào. Bác ghi ra. Đây, bắt đầu thầy ghi cho. Đây nó thoa ra đây tí này. Tức là cái này là thầy ghi cái nọt sáng rồi nhé. Tức là cái nọt cái ô trong này thôi. Vâng, chứ còn vâng. Bên ngoài riêng cái phần âm trạch đấy thì họ không âm trạch không lấy cái này mà lấy cái ô kia kìa. Cái thiên môn này làm chính nhỉ. Bác cứ để cho thầy nọt cái này là 1, 3, 4, 10. Chỗ này là 1, 6, 60. Còn cái chỗ này là trồng cỏ, nghe chưa? Vâng.
Cái ngôi làng đều trồng cỏ thầy, nhưng mà đều cỏ mọc như này nâu lại dọn. Không, các bác phải mua cái cây cỏ Nhật kia kìa. Cỏ Nhật nó mọc nên là những cái cỏ linh tinh thì không như kia. Bác thấy nhá. Là những cỏ linh tinh thì không bao giờ mọc lên, nó vì nó dày. Đấy, là cỏ như này không mọc lên nữa. Sửa sang xong. Mấy này cái cỏ kia nhá là nó mọc lên nhá, là nó gây rễ nó sẽ ăn xuống cả này thôi. Những cái cây rễ mà nó có những cái cây gỗ mà mọc lên đây là rễ là xuyên xuống dưới xương cốt của cô luôn. Cây trầm đen kìa. Nó cái thẻn đen đấy là nó ăn dễ sâu lắm đấy, dạ. Nha, cao, tức là cái phần đây ví dụ như cái năng mình xây nó như thế này chẳng hạn, tức là các bác đây là thầy ví dụ đây nhé, dạ. Thầy ghi đây là ví dụ cái độ cao từ dưới cái mặt nền này, dạ. Không không này, lên đến đây là 81 cm, nghe chưa, dạ. Cái này là nọt cây ô đây này. Ví dụ cái nọt ô này là 1660 đây này, nọt 60. Còn cái này các bác có thể xây, có thể tạo ra cái năng đằng sau này, các bác phải xây cái tường này lên này. Đây nhá, cái tường này cao này 2340, tức là cái đằng sau này là tạo cái huyền vũ mà, tức là huyền vũ là ổn định nhân đinh nha. À, đây là bên này bác xây nên cái bức cao, bức này cao khoảng 2m34 để tạo phương vị huyền vũ. Cái này thì nó có cái phương vị, cái mộ này là tạo phương vị thanh long cho cái mộ này của bác thôi, các bác thôi. Đấy, kệ đời họ nhá. Nhưng mà cái khuôn viên này mình cũng cứ xây cái diện tích đất của mình vào. Đây mình xây xong, mình xây cái bờ 10 vào đây. Khuôn viên ra. Cái chỗ này mình quay cho mình để làm cái chỗ mình hóa mã. Tất cả cái bức tường nồng quanh này các bác xây lên cho thầy 1 mét. Nhá. Để xây xung quanh cái bao này mình này. Xây lên đúng 1 mét nha, đều hết 1 mét kể cả xung quanh đây. Cái này các bác xây chắc chỉ có 2.000 gạch là xong. Mà báo cáo thầy này, em hỏi tí là ví dụ bây giờ bên này người ta xây cao rồi, là ý của chúng em là cũng là năm nay là muốn để nâng cấp cho cụ, là chẳng hạn như tôn nền đây cho nó cao lên, xong bắt đầu cao lên từ cái mặt đấy lên gì. Thì thầy đang nói bác là bây giờ là cái cốt của bây giờ cái nền nó đang trũng. Vâng. Thì bây giờ theo thầy nha, bây giờ cái chỗ này là bác nâng lên cho cao thầy cái nền này. Nó cao không cao hơn tí nữa, cái đấy là đất hiện trạng rồi. Vâng. Đấy, thế bây giờ nếu mà mình mà để thấp như mai sau cái nhà này lâu năm đấy, nó cứ nâng lên. Vâng, vâng. Là nhà mình trúng. Vâng. Đấy, thế cái chỗ này theo thầy thì các bác cứ nâng cao hơn cái chỗ này đi. Ừ. Đấy. Là bằng cái này. Hoặc là bằng chỗ này đi. Bác cứ cho lên nó cao lên tí. Bằng đấy, tại vì cái này cái mộ này là như thầy cho cái trước này thì là ví dụ so với các nhà là nó thấp. Thế bây giờ mà mình mà không đây nha. Tại sao tính cái cốt không ví dụ các bác nâng lên bằng cái này. Vâng. Nghe chưa? Vâng. Đấy thì phải tính từ đây lên đây là 81 phân. Đấy đó. Vâng. Là 81 phân, vâng. Chứ không phải tính từ cái chỗ này lên. Vâng. Tức là cái cốt khốt, bây giờ là mình phải nâng cái cốt của không lên đến tầm này. Vâng. Xong bác mình bắt đầu các bác xây lên là 81 phân. Vâng. Khi mà xây thì tất cả cái gạch ngói các bác phải đào hết vứt ra ngoài. Nhá. Tức là cái này nó bỏ hết ra. Bỏ hết, đào tận xuống cái móng, hất hết ra ngoài vì để cái thông số mới nó phải liên quan cái thông thủy ở trong cái mộ của ông. Đó, chứ không có gạch ngói nhiều. Sợ nó ảnh hưởng di động chứ không. À. Bác đào này đã động rồi chứ không xong phải tạ chứ. Vâng. Làm xong xuôi mình trong phải tạ lại cho mộ mới êm mộ chứ. Đấy, trừ trường hợp là bây giờ mình đào cái tiểu lên thôi, vì cái tiểu thực ra chôn lâu năm rồi, trừ trường hợp mình di chuyển thôi. Vâng. Chứ còn mộ đã chôn xuống nên thầy vẫn nói nhá. Cái má của chúng ta đấy nó không như cái nhà. Vâng. Cái nhà sai hỏng có đập ra làm lại như cái má đã chôn xuống nhá, không bao giờ đào lên được đâu. Cho nên đã làm một lần là làm đến đâu, làm cho đến nơi đến chỗ luôn. Đấy, lắm khi cái mộ sai nhá, mà đào lên nhá, trường hợp mình ví dụ mình có một chỗ nào đó đẹp hơn, mình di chuyển các cụ đến, thì cái đấy vì di chuyển nó phải có lễ xin phép mà ở đây này, xong rồi xin phép bên kia này, sang hạ huyệt an táng bên kia, xong nhập mộ bên kia. Đấy, cái nghi lễ nó rất là nhì nhằng. Cho nên là mình đã làm, giờ đấy là làm một lần, làm triệt để luôn, làm được luôn. Đấy, thì cái này bác đào hết ra nhá, dọn hết các cái tóm lại vẫn hết ra ngoài, cũng không cần phải tôn nền nữa đâu, tất cả cái nền là hoàn toàn các bác cho đất hoặc cho cát nhé. Đấy, xong các bác xây đồng quanh đây tọa sơn này, còn xung quanh là các bác xây cho thầy nên đúng 1 mét hết nha. Phúc Đức ở đây nó có một cái cửa Tấn Tài và cửa Phúc Đức, tức là cái Phúc Đức nó nằm ở chỗ này đây này, đây nhé, đây cái Phúc Đức, cửa Phúc Đức nó nằm đúng chỗ này, tức là từ cái chỗ này đây thầy vẽ ra đây là các bác lưu ý nhé, đây các bác cứ lấy ra đến đây
Đấy, từ đây vào đây là bác để cho cửa cho thầy là 81 cm, 1 cm bác ghi vào đây là cái cổng 81 cm. Vâng, vâng. Đây cổng là 81 cm. Bác xây nên cái này nó phải có cái bạo lên, ví dụ cái tường nó cao mét như này, này. Đúng không? Vâng. Cái tường cao mét này là nhô lên hai cái trụ. Đấy, thì cái trụ này đấy là 1m66 tính từ cái cốt 00 lên đấy. Vâng. Là 1660. Đấy, tức là cái trụ cao là vừa là cái trụ biểu. Vâng. Để định cái hướng của cái cổng chúng ta nhá. Vâng, vâng. 81 rồi phải đến đây này. Đấy. Nha, là mình cái cổng mới đi vào đây. Chứ mình đi cái này đến lúc nhà này nó làm lên là đi qua đi lại là mình không có lối đi. Hai nữa cổng này nó là cổng Phúc Đức nha. Cái này các bác mà làm tốt là sẽ phát ngành trưởng. Bác là gì? Út. Bác tuổi gì? Sinh năm bao nhiêu? Năm 71. 71 là tuổi Tân Hợi. Tuổi cùng khôn, hôm qua cũng thầy có làm cho đồng chí 71 trên Vĩnh Phúc giàu lắm. 71 đi giàu Vĩnh. Tuổi 11 ấy, tuổi Tân Hợi. À, cái này cái này về là hướng đông, hướng đông ấy thì phát về mai sau liên quan đến con cháu, liên quan đến chức sắc. Đấy, quan độc đấy nhá. Cái này thì liên quan đến hoan lạc này, kinh doanh mai sau con cháu kinh doanh rất giỏi là sẽ ứng vào những năm Hợi Mão Mùi. À, Mão Mùi, Mùi 24 25 26 2027. Các bác có thấy, tức là làm cái mộ tốt nó sẽ ứng nghiệm từng năm một cơ. Đó, chứ nó không phải là cứ làm xong một cái mà cái mồ mả, nắm cái mồ mả thì tam liên khai thái, nắm cái mả thì bát liên cát khánh, nhưng mà đặc biệt là Phúc Đức thì nó phải 8 năm sau nó mới có phúc, chứ còn vượng tài hay hoan lạc hay vinh phú thì nó chỉ sau 3 năm thôi. Thì cái ngôi mộ này làm năm nay này 24 25 26 đến 2027, tức là thầy nói các bác này không phải là cứ đến năm đó mới được, tức là con cháu nó sẽ thay đổi trường khí dần dần và đến năm đó thì nó đủ khí, tức là con cháu sẽ phát phúc vào những cái thời điểm đó nha, còn các năm khác bình thường nha. Đây đây này báo cáo thầy này, này em hỏi nè, cái như này là hướng này là nay mai theo như này ạ. Bác hình dung nhé, ví dụ đây đây là thầy căng lấy hướng chứ. Vâng. Còn cái này bác phải chia, đây là cái đầu của cụ đây, thay vì chia cho em chứ không có gì. Cái đầu của nằm đây không, cái hướng bác vẫn nằm bình thường nè. Cái đầu đấy rồi nó hơi chết một tí mà. Cái đầu đây. Đấy, đây này. Đây đầu đầu cụ đây này. Thầy cứ vẽ cho em chứ. Em cái món này thì này. Đấy, cái đầu đấy. Xem như thế này như ngày nào cũng mà xem lại thích đấy, nhưng mà cái món này thì. Đấy thì xin mình sau này có đâu. Cái đằng sau đang nhưng mà là đúng ở giữa này. Nhưng mà bác nhưng mà các bác không thể nào mà đặt xây như này được vì thầy đang phân kim cái hướng mộ như kia. Dạ, thì bác phải xây cái mộ như thế này. Ở dưới cái tiểu nó nằm như này kệ đời nó. Rồi. Nha, bác phải lấy cho thầy theo cái hướng kia, tức là cái mộ nay mai sẽ phải lấy vào đây này. Cái mộ nhìn vào phương vị phía đông này. Đúng rồi. Nha, cái căn ở cái mộ sẽ phải lấy cái hướng kia, còn cái tiểu dưới kệ đời hướng này đi. Vâng. Nha. Cái tiểu cứ để dưới đây đi. Đấy, vì mình có động cái tiểu đâu. Vì mình xây nó to ra như này này. Nó to khuôn viên như này. Nha. Cái tọa sơn này vẫn xây như này. Vì cái giữa cái tọa sơn của một cái khu năng mộ với cái tọa của một cái mộ nó khác nhau nha, kệ đời đó. Thứ nhất là mình xây đây là cái nơi điểm tựa cho ngôi mộ này để giữ khí. Đấy, cái hai là tạo phương vị tọa sơn để nó không ảnh hưởng đến nhân đinh. À, nó ổn định về vấn đề nhân đinh cho gia tộc chúng ta nha. Cho nên các bác cứ làm nhà đi nha. Còn cái ngày giờ thì thầy sẽ về nhà xong thầy sẽ báo cho bác nhé. Thế còn thí dụ này em hỏi lại nè, thí dụ nay mai mà đặt cái bia thì cũng cứ theo cái như này. Bia phải như này, theo cái hướng này. Bia phải theo cái hướng này. Rồi rồi. Để hướng thiên bàn mà, định hướng thiên bàn là bia bác phải theo này. Còn tóm lại cái đầu cái tiểu của cụ ở dưới đấy cứ để nguyên như thế, không có động chạm, không có nhắc đến làm gì cả. Theo hướng này. Còn nay mai là nếu mà làm là cậy hết sạch đi. Cậy hết ra. Đấy chứ em hỏi thầy là đây nhá, cái này nó là 5 cấp. À, ở chỗ này cơ. Ngày xưa cái mộ này là cao nhất này. Thế nhưng mà ví dụ mà nay mai mà vẫn cứ xây cái từ 10 vào đây à thầy? Bác vẫn xây bình thường đấy, nó ranh giới riêng cái của họ ra của mình ra. Tường rào xây tường rào đấy. Tường rào. Tức là mình cứ xây xong cái mộ của mình. Nha.
Thật ra cái mộ này của mình là chiều ngang có 1m34 thì nó chỉ xem 40 khoảng 1m7, 1m7 nó chỉ bằng tầm này thôi, thoải mái nhá. Nó ra đến tầm này. Ngang 1m34. 34 là nọt đúng không? Đây ngang mét. Đây này, đây thầy cho mấy cái thông số này nữa này để các bác điều chỉnh nhá. Tức là ngang to là 1m34, còn bé là 1m. Nhá. Đây 1 là 1m34 này, 2 này là 1m. Ba cấp đấy. Nhá. Tức là hai cái thông số này. Còn chiều dài cứ lấy 1m66 nha, ở giữa các bác cắt đây cái ô cho thầy là đủ, tốt là thông khí, là một dài 1m66 là cái thiên môn đấy. Vâng, để nguyên xong bác dùng có chứ. Vâng, còn ngang là 1m34, ngang 1m hoặc 1m34 rồi. Hai thông số đó là thông số đẹp, tức là ở trong đấy, còn đâu ngoài này mình rộng ra như nào. Nhưng mà thầy cũng khuyên các bác này, các bác không nhất thiết phải xây 3-4-5 cấp như kia đâu, các bác cứ xây cho thầy một cấp đấy, vừa đỡ tốn kém, thợ làm dễ, nhanh làm, mà cái mộ nhìn nó gọn, nó xinh. Hoặc các bác có ốp đá, nếu mà có điều kiện thì ốp đá và nhìn mộ nó đẹp. Đấy, cái hai nữa đấy thì hoặc không là mình có xây xong mình sơn giả đá cái điều kiện được. Vì cái mộ như quan trọng là cái thông thủy này của nó này. Vì cái mộ này nhé, cái thông số này, vì mộ của ông ấy thì nó không có long mạch, cho nên là mình mới lấy cái khí thiên xuống, cho nên mình phải để đủ cái thông số để cho nó trao đổi cái âm dương, khí âm dương này. Đấy, thì cái ngôi mộ mới tốt nhé. Quan trọng nhất là cái thông số này thôi. Còn bên ngoài không phải các bác cần phải làm này đâu. Các bác cứ làm cho nó vui mắt. Thầy là, tức là ở trong cái thông số này là mình chỉ cần cái này thôi. Còn ngoài nó bao nhiêu là không cần biết. Không quan trọng. Rồi. Ngoài bác muốn này làm xem này. Cái nếp của thầy là biết rồi. Thì ví dụ mà thầy bảo là muốn để cho nó ấy đấy thì cái gì cái kiến hương hay là cái mộ đấy, là cái mộ này nó không có nó mạch. Vâng. Thường đấy tín hương đấy thì cái mộ kể cả có nông mạch cho vẫn tốt. Vâng. Thì một cái ngôi mộ này bác có một cân thần sa mà một cân tín hương. Vâng. Đấy, cái tín hương đấy là nó làm tích khí, tức là nó sẽ tích khí, nó không khác gì như mình nói làm. Ví dụ như mình nấu rượu đấy. Vâng. Bác hình dung chưa? Nấu rượu đun cái nước rượu nó bốc lên, nó sẽ ngưng tụ thành nước. Thì cái khí nó bốc lên là bao nhiêu, nó giữ lại cái khí đó. Đấy, để cho ngôi mộ nó nhanh, tức là nó nhanh đạt cái trường năng lượng tốt. Thế như cái thì mua ở đâu cả? Mấy này cái tôi để thầy nó nốt xong. Cái hai nữa là cái thần sa. Đấy, thần sa thì cái tác dụng chính là tránh tất cả những cái con chuột bọ, rồi thì rắn rết, côn trùng hay chó mèo gì nó đến nó quậy phá cái ngôi mộ mình. Và 3 đến 5 cân gạo lếp là để tránh trùng tang. Thì ba cái vật liệu này gồm có thần sa, tín hương và gạo lếp thì nó sẽ giúp cho gì, thứ nhất là cái ngôi mộ là nhanh tạo cái trường năng lượng tốt. Đấy, tránh được trùng tang cho dòng tộc chúng ta, và tránh tất cả những cái con động vật côn trùng nó đến nó phá hại cái ngôi mộ của chúng ta khi mà ngôi mộ chúng ta đủ khí. Đấy, và đặc biệt đấy thì riêng cái ngôi mộ mà có những cái thứ đó ấy, thì mai sau mộ mà có kết phát phát phúc cho con cháu đấy thì không ai có thể hại được. Vì ở dưới nó nằm ở mãi cái tầm dưới này, nó nằm ở dưới tầm dưới này. Khi bác xây cái mộ xong nên cái tầm này này là các bác đã phải giấy ở dưới đó rồi, xong bắt đầu bác tôn lên, cho nên là không ai có thể hại được. Nên nhà ta có câu là giữ như giữ mã tổ là như thế. Thì bây giờ nó có những cái biện pháp đó để chúng ta khắc phục cái các cái hiện tượng, ví dụ như về cái chiều sâu mai sau, ví dụ như có cái điều tác nhân đến vấn đề cái thiên nhiên, hay là tác động của con người hay là động vật, thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái ngôi mộ chúng ta. Đấy, các bác biết là cái tín hương ấy, nó rất là đắt đấy nhé. Tín hương các bác thấy là những cái ngôi mộ hay năng mộ của vua chúa đấy, trước đây là chúng ta khai quật nên hàng nghìn năm vẫn có mùi thơm ấy. Đấy là cái mùi của tín hương. Đấy, nhà ta giải hết một lớp khoảng 20 phân ở dưới cái mười mấy 20 phân ở dưới cái quan tài đấy, xong nhà ta giải lụa như bắt đầu nhà ta cho công chúa hay vua hay gì đó nằm ở trên. Thì quanh đời thứ nhất là nó duy trì được cái năng lượng, cái trường khí đó tốt, cho nên là cái sự phân hủy của cái con người chúng ta đấy, khi người mất ấy thì nó sẽ lâu phân hủy và nó giữ được cái hương thơm mà tạo cái năng lượng cho cái ngôi mộ chúng ta tốt khí. Cho nên các vua chúa trước nhá, họ chôn họ có làm gò đâu, họ chôn họ cho voi rồi cho ngựa dẫm sạch làm ruộng cây lúa này. Họ đâu có cần phải định hướng gì đâu mà ngộ mộ họ vẫn tốt đấy. Là họ có những cái linh vật là ví dụ như họ cho ngọc vào miệng này đấy, hay là họ cho tùng, cành tùng vào miệng này đấy, hay là cho gạo lếp này để tránh trùng tang này đấy, thì nó có rất nhiều những cái linh vật đó, thậm chí là có cả cá chép vàng nữa.
đấy, thì họ cho vào trong đó để làm sao cái ngôi mộ là nhanh đại cát nha. Thì cái này đến khi mà làm thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách làm đặt ở cái độ nào thì nó sẽ tốt cho ngôi mộ nhé. Thầy thầy nhà thầy là xem thầy ấy hướng này rồi, nhưng mà thí dụ như cái chiều dọc này để như nào, tầm giữa đây hay gì là để cho nó cân thì để năm nay bác phải chia giữa mộ chứ. Đây nhé, phải chia giữa mộ chứ. Đấy thì đây này, rõ được. Này thầy xem thầy chia cho em giữa mộ thì để lấy, tức là tim và ngày sang nàng đằng này. Ví dụ rộng là 1m34 là mình chia đôi ra thì nó chuẩn hơn. Đây, nó là cái đường như này nhé. Vâng. Thì các bác sẽ căng thẳng cái chiều ra đây. Đấy, ví dụ như cái tâm đây là cái tiểu của ông nằm như này. Vâng. Thì mình sẽ chia rộng ra, tức là mình không được xây đè lên mặt các cụ nha. Chúng ta sẽ mở rộng đây, ví dụ như cái phần mộ chúng ta lấy thì chúng ta sẽ lấy từ cái tâm ở đây. Đây cái tâm đây nha. Đây này, chúng ta sẽ lấy cái tâm này. Thế thì phải bảo thầy, thế thì mình biết không, đến lúc mình biết sao được, trong lại cứ theo cái này thì lại nhiều khi lại nó không chuẩn. Đây. Thế thì mình nhờ thầy như thế thì nó đây. Sẽ... cái tâm nhá. À. Bác cứ chia như này ra. Đấy, bên này một nửa, bên kia một nửa. Bên này một nửa, bên này một nửa. Đây là cái tâm, cái đường tâm, đúng, thiên tâm. Thế sau này ví dụ có phá cái đê đi mình cắm cái que đây là lấy đúng cái, rồi. Cái đây căng thẳng như này. Điểm tâm ở đây. Đấy, đúng rồi. Đấy, đấy, đấy phá ra xong cắm cái cọc ở đầu kia, căng cái dây đây, căng cái dây song song với cái này. Xong cắm cái cọc đây, bên xong này. Mở rộng ra hai bên. Tâm còn hai bên. Chúng ta mở rộng hai bên. Đây bên đây nó chắc chỉ đến đây thôi. Mình chỉ xây đến tầm này thôi, vuông như kia. Tầm này nó không phải thứ hai. Sáu mấy phân là chỉ gian đây thôi. Cái này chỉ xây một, có khi chỉ một cấp. Một cấp tại thôi. Bên này lại còn một cái từ 10 nữa. Đây chúng ta xây cái từ 10 vào. 10 lên. Yeah. Chứ không phải là mình cứ xây ba cấp này nào cái mộ nó đẹp đâu. Cao là 2m34. Đấy là cái bức đằng sau. Đằng bức đằng sau. Cái có hơn. Uốn lượn gì không thầy, hay là thì đấy là mình con thầy ghi thế, nhờ các bác cái làm uốn lượn là sao cho nó mềm mại, cho nó cho nó đẹp đúng không? Đấy, là 81 cm nha. Hai cái trụ hai bên xây 1m66. Cái này các bác làm cái cửa gỗ nhé. Đừng cho để mọi người thì mới phá cái này xong rồi. Xây chứ... các bác phải có lễ xin đây vâng, chứ. Không, lễ thì có rõ rồi là, nhưng mà ý em muốn hỏi là ví dụ lễ xong rồi là phá xong là xong lúc nào là xây đấy, chứ không nhất thiết là phải nghe xây lấy cái giờ xây chứ hay đấy, là nào? Thầy chọn cái ngày đẹp cho các bác nhá. Đó. Xong các bác làm lễ xong là phá ra làm luôn. Đó. Đây là phá đập cái này ra. Đó. Xong là căng cái dây song song cái này đúng không? Đó. Cái cọc kia cọc kia để làm cái mộ trước. Đó. Tức là mình xây cái mộ trước để cho nó chuẩn chỉ, xong đó chúng ta xây khuôn viên. Thầy xem một em là tức là đầu nằm này nhưng mà chính giữa là nó ở chỗ nào thì để biết là ví dụ xây lùi lên trên này hay là tiến lên cho nó chính xác. Đây cái tiểu của cụ nằm cái tường này là đè lên mặt đây này. Đấy, đây nó ra đây này. Đấy, cái tiểu nằm như này này. Thế đằng này. Đây đây là cái này là nằm cái chỗ này là nằm cái đầu của cụ nằm đây rồi. Thầy kiểm tra cho xem. Đây vừa thầy kiểm tra là cái đầu nằm vào đây, chỗ này là đè lên mặt đây này. Cái tường như này đè lên mặt đây này. Mình xây ở bé là đè lên mặt đây này. Đây là cái tiểu cụ nằm như này này. Đây nằm như này này, hướng như này. Nó ra đây cái tiểu có 6 mấy phần gian đây rồi này. Đấy. Thì cái này các bác làm dịch vào đầu này một tí này nhé, xây dịch vào đầu này. Đây là cái bước đầu sau, xây chỗ này này, đây tận đây đi, xây từ đây này, căn từ đây này, đây ở như đây thì thoải mái, phải dịch cho ngoài này nữa không, mình không cần phải làm to đâu. Cái này là 1m66 là thầy để là lọt nằm, là lọt nó còn cái năng ở đây nữa thì các bác phải xây vào đến tận đây. Đó. Cái năng nó phải dịch vào đến đây. Đấy, đây là cái chỗ mà nhưng cái mà thầy cứ kiểm tra cho em chính giữa là chỗ nào, xong là để em biết cái chỗ đấy thì em chia khoảng nó dễ. Đấy cái cho nó dễ hơn. Đây đây đây. Đây. Đừng cắm cái que chứ trên mặt cắm thương nữa. Đây này, cái này nó nằm cái tiểu nằm như này. Nó ra đây này. Đây là cái đầu chỗ này. Này là giữa trung tâm tiểu. Đấy, trung tâm tẩy tiểu đấy. Yeah. Nhá, cái tiểu nằm đấy. Nhưng các bác cứ mở rộng ra đây là được rồi. Cái đầu cụ nằm đến đây mà. Đến đây thôi. Nằm đây các bác có thể rộng ra đây. Đầu này cho hẳn đây đi. Đây đúng rồi. Đằng sau này chỉ để khoảng 3 chục phân thôi. Đấy bác cứ nhớ là cái hương đó là cái trung tâm của cái tiểu của cụ đấy.
nhá. Rồi nhớ cái cương nhổ lên tí, hôm nay mai nó có nên là con cháu không, ra nhổ lại mất. Chiều chắc thời gian phải định hướng lại. Này đây này. Đấy, đây là cái đầu của cụ nằm như này này. Đây nhá, là cái tiểu nằm như này này. Đây, nó nằm ra đây này. Đúng cái tiểu đây, cái tiểu này nó hướng về đúng cái búp sen kia kìa. Cái ngày xưa xây thì là ông chú em ông ở Hà Nội ông về không? Xây thì là ngày xưa cái này xây lâu lắm rồi. Thực ra cái mộ trước đây mộ tròn nên là các cụ không định hướng thiên bàn. Vâng. Đấy thì mình cứ xây gọi là để cho nó đây nó là cái mộ thôi. Đấy để giữ đất. Đấy gọi là giữ đất là đây là cái mộ, mộ ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta. Chính xác là cũng không định hướng là được là chỗ nào. Chứ còn mộ đấy là nhà ta sẽ xây hình chữ nhật. Đấy, không thì xây lục giác toàn tiên. Nhưng mà phải định được bia. Đấy. Đấy. Ngày xưa thì không biết như nào là cứ tính là tròn. Xong là ấy vào. Cho nên là nó đi. Đi.